Thưa quý vị, ngày 24 tháng 1 do không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại, có nơi dưới không độ. Đợt rét đậm kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 1, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, một số nơi đã xuất hiện băng giá trên vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có nơi cấp 8. Theo dự báo, hôm nay có thể là ngày rét nhất của mùa đông năm nay, khi mà nền nhiệt xuống rất thấp. Nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn sáng nay là âm 2,5 độ, tại Đồng Văn là 1,6 độ, tại Sapa là 2,7 độ. Nhiệt độ tại Hà Nội sáng nay là 9,2 độ, học sinh mầm non và tiểu học, nghỉ học. Các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa, cục bộ có mưa to